nó xây dựng với mẹ, coi cái thái độ của nó ấy. Ăn thế làm gì? Con thú ở con sẽ ăn xe ăn sao được? Nhìn này. Thì cái gì đây? À ừ. Em thử để đi xin nó lại nhỉ. Em cúng chi thế này. Mẹ thưởng con xe. Không có cách nào đâu. Thưởng vui. Chiếu tướng phải nói đúng chưa? Ui, tướng của mẹ khôn lắm. Quay cái mặt nó thôi. Ôi cái thằng khôi này. Định làm gì? Tướng của mẹ xem khôn thì con bị đi đâu. Con bị mất mất một con. Lúc bị mất hai con. Cũng muốn tham không? Quên tạo cái số nào thì sẽ mát nha. Quên chưa nha. Đấy. Đấy, những người trẻ co thế đấy. Vì cái bổng mình có thai không? Cho mình sáng nha. Không cần đấy. Chiếu ở đây thì làm cái gì? Con tự làm gì được. Dọa ai? Mày dọa ai? Con không biết để dọa ai? Dọa dọa như kiểu người lớn đấy, bê đấy này, nó hết cười lên này. Chiếu luôn, chiếu luôn. Đấy, cờ đâu. Hết cờ đấy. Sắp rồi đấy. Đâu, đâu. À. Đi hai nước rồi, hết cờ. Đấy, đúng không? Đây đúng không? Không, để lại từ đầu đấy. Gần đúng. Hay là đây. Đây. Đúng rồi đấy. Sao con lại cầm quân của người khác trong bạn thế? Để lại, con chỉ tưởng tượng trong đầu thôi. Để bắt đây. Nào, chạy từ đâu nghe. Chạy, chạy đấy khi nhìn thấy xe kìa. Kiểu gì thì cũng xuống đây. Chẳng cách nào chạy cái xe được, chạy được, chạy được. Mẹ sẽ bị mất học, mẹ
Hết chưa? Đi con vua dịch ra một bước mà mẹ chết. Dịch thì đi đâu? Đấy cho con chơi với bố đấy. Bố thấy chưa? Thế quay vào chơi với nó đi.